Chỉ vì mâu thuẫn với nhau trong cuộc nhậu khi mà tranh giành hát karaoke đó, thì anh Lý 40 tuổi ở Tiểu Cần Trà Vinh của anh chị thì bị chính người bạn thân của mình dùng búa quánh lên đầu một búa, thì anh cũng đã không kìm kìm được cái sự sinh tồn của anh chị đó. Thì ngày hồi sáng này thì gia đình cũng đã rút ống để mà cho anh đi thanh thản các bạn chị đó. Thì khi mà anh ra đi thì bên cơ quan chức năng cũng đã đến để mà làm công tác khám nghiệm để mà hoàn tất cái hồ sơ để xử lý cái tên hung thủ của anh chị đó. Thì cũng đã xong rồi đó. Thì bây giờ em đi vô gặp vợ của anh để mà biết thêm cái thông tin cái sự việc ngày hôm đó xảy ra như thế nào không anh chị? Lý á, thì cái sự việc nó như thế nào thì chị có thể là chia sẻ lại cho cũng như là bà con cô chú cho trong nước và ngoài nước được hiểu rõ câu chuyện không chị? Như là như lễ mùng 5 tháng 5 á, và anh em đi lễ rủ nhau lại nhậu chơi. Cái nhậu mới đầu thì thằng em nó đem lại một cây gậy với một dĩa ốc, nó lùng thẳng rồi lại mình chỉ đem về chén nhau nhậu. Dạ. Không biết cái thằng đó ở đâu nó chạy lại, như cũng bạn nhưng mà không rủ nó, không rủ nó lại nhậu mà nó lại nó nhậu. Xong bắt đầu nó xỉn, không biết nó cao kê tới cao kê, không biết nó chửi cái gì á. Còn cái thằng em này nó bắt ngày em uống mà em hết uống nổi à, nó nói là thôi em uống nổi nó em nghỉ, mà nó không cần tao nghỉ. Nó cái thằng này thấy vậy nó mới uống và nó chạy ra nó ói, ói xong nó vô mới bắt thằng ói rồi á, nó bắt cái thằng này uống lại. Cái này nó hơi tao uống tao nghỉ, tại nó cười người ta đây ói nó cười cái đầu, cái nó cười xong một hồi cái nó uống uống xong cái chai bia để gì nó dèm cái chai bia dèm cái thằng uống á, uống xong nó lo nó ca cái đầu kia một hồi cái nó cầm cái chai nó bệnh cái thằng ca vô hai chai vô cái đầu là nó mới bỏ chạy ra đó. Cái ông xã mấy cái gì nghe ông sợ cũng mới đi ra, rồi cái đó là em đi vô em ẵm con bé tại em miễn không em muốn mấy cái nó cái nào cái gì cũng cái ông xã mấy nó quýnh ông xã mấy cái tay cũng quơ nha, mà không có chúng nó là nó mới chạy ra đây, mà không biết búa ở đâu đây là ở đâu á, nó lấy búa nó cỏ nó rủng một lỗ này đây là ông xã em mấy ông đứng ông lấy tay ông cười máu còn không biết gì nữa. Là giờ chở em mới lấy xe em kêu em lấy đại em lấy xe chạy được không, em lấy chở với đại ra tới ngoài kia là nó chạy theo nó cái ngoài sau lưng này tím luôn, là nó cũng tác động chị luôn. quýnh ông xã cái người chết này này đã ra máu rồi mà nó cố tình nó chạy theo nó quýnh cái thằng mà nó quýnh bia rồi nó quýnh ông xã em nó ra máu á, nó quýnh ổng em cứ ngoài sau lưng này là bầm tím luôn. Rồi giờ giống như là mình có biết là cái người thanh niên đó là có bà con vậy hay là có bạn bè với cái với em chị không? Bà bạn với ông xã hoặc con trai đi Ừ. học chơi tới giờ Có nghĩa là cái người này là không có được mời mà tự động đến. Rồi sau đó là trong cái quá trình là nhậu nhẹt rồi cũng như là thấy lại rồi mình kêu vô ngồi nhậu luôn chứ người bạn thân mà hồng không kêu cũng kỳ đó. Rồi cũng như là trong cái quá trình nhậu đó cũng như có thách thức với nhau, nhậu ít nhậu nhiều đó ha. Ừ. Là cái sự việc xảy ra là em chồng hay là em chị? Thằng đó là em ở sớm như Em ở là sáng. dạ, tại nó nhỏ tuổi á Cái là người cháu em đó với cái người đó là mới xảy ra là mâu thuẫn. Rồi chồng của chị không biết cái chuyện gì hết mới dạ ra là cái như ảnh can ngăn xỉn, ha. ảnh xỉn tại vì anh uống rượu với bia vô là ảnh xỉn, ảnh xỉn xong là ảnh mới bỏ anh đi ngủ. Thằng cho cái thằng quýnh ta là nó về mà nó không về, nó ở đây nó đi nó quýnh này nó chạy ra đó, ổng cái gì ổng mới đi ra, ổng đi ra là ổng quơ tay ổng quơ nhà quýnh nó mà không trúng nó, Có ổng nghĩa là nó cái người mà tác động chồng của chị là cái người là bị quýnh chai bia lên đầu hay là quýnh thằng em cái người đó quýnh em của chị trước rồi dạ rồi mới ra mới quýnh thêm chồng của chị nữa. dạ gà Trời biết ơi. búa ở đâu đây chạy ra đây nó lấy búa nó khoảng chồng em đâu lủng một lỗ ở đây này, là máu xịt là chồng em không biết gì hết trơn, ông tỉnh ông đứng ông lấy tay ông cười máu gì nè là Có em nghĩa là vô trước giờ là không có cái mâu thuẫn gì hết trơn dạ nha. không anh em chơi bình thường nhậu xỉn xong rồi bỏ đi về ngủ Là bình thường là anh Lý công việc của anh hàng ngày anh làm gì chị? dạ anh đi làm sân nước Sơn nước nha. thì Rồi như trời nắng thì mình kêu lại kêu gì mình làm đó. dạ Nếu mà ấy thì chủ nhật ở nhà vậy á,
tại vì lâu lâu ở nhà chơi với con rồi nè. Là ảnh có bao nhiêu đứa con? Dạ bốn đứa con. Bốn người ha. Dạ. Đây là bé này là bé thứ mấy? Dạ bé này tư, trai Út. Trai Út nha. Dạ còn gái Út 20 tháng. Dạ. Gái con bé ngồi trong đó là gái thứ ba. Dạ, còn thứ hai là trai hay gái? Dạ gái. Dạ. Vậy là ba gái một trai. Dạ. Rồi. Còn... ảnh mất rồi nhưng mà cái cuộc sống còn lại chị với bốn đứa con là đây là giờ ra sao tại vì em bé giờ cha mất thì giờ nó chịu mình ông nội em không biết làm sao rồi cái người em kia có bị sao không? Dạ không, nó lai nó lòng nó bị sưng không à. Ừ. Rồi giờ đặt về để như nó ở nhà công an thì nó rồi hiện nay cái người mà gây ra cái sự việc là bị cơ quan giữ chưa? Dạ công an bắt nó hồi cái bữa nó đứng thì là cái khi từ cái ngày xảy ra sự việc cho tới nay là được bao nhiêu ngày chị? Bữa hai. Bữa nay thứ tư hả? Ba ngày rồi. Là ngày 15 tháng 5. Quýnh hồi 12 giờ. Ai tới 1 giờ. À, một cái lộn là tới 1 giờ. Yeah. Tại em có nghe kể là khi mà chồng của chị đó lên trên xe Honda chở đi bệnh viện đó. Tới ngoài cái cô kêu là cái nam thanh niên chạy theo. Dạ cái thằng quýnh nó cũng thằng lấy búa nó quýnh chồng em á là nó mới chạy theo. Em nó quýnh chồng em. Chạy theo quýnh thêm cái nữa. Dạ. Quýnh sau lưng là bằng tiếng mới liền lại công an mới bên người ta cảnh sát người ta nói là sao luôn bằng tiếng có quýnh không không biết. Bây giờ đó em thấy máu rồi em chóng mặt em không biết gì. Chạy là... đi tới đầu cầu một quýnh thêm. Dạ chưa tới đầu cầu. Tới cua quẹo mà kia có ngay chỗ cây dừa, cái cua quẹo có cây dừa. Cố ý. Nghe nó chở chiếc xe chạy không nổi, vành lại đổi xe khác luôn. Xe 50 á, chở ba đâu có nổi, chạy em mới bỏ ở đó, em mới chạy về đây mấy xe bước em chở. Đi là chị chở luôn. Dạ. Ở nhà của mình em với ông già chồng mà, không có ai với con bé 20 tháng bỏ nó nhà cho ông nội, chở chồng với em nó đi làm gì. Vậy là bữa đó nhậu là cũng ngay tại đây luôn hả? Dạ, cái bạn ngay chỗ cái chiếu đó. Rồi bình thường thì ảnh đi làm ha. Dạ. Chỉ có ngày mình năm là như là mình là vui vẻ. Chủ nhật thứ bảy chiều thứ bảy chủ nhật làm rồi chủ nhà người ta cho tiền á, còn mình tổ chức mình ăn nhậu. Cậu mấy thì mấy đứa em nào nó có tiền thì nó lại nó mua mồi mua bia rồi lại nó rủ nhậu nè. Xong rồi về không ngờ là có bữa hổm nó quýnh nhậu cái chồng đi. Chị lúc mà xảy ra cái câu chuyện ấu đả đây chị có chị có chứng kiến ở đây không? Có chứng kiến dục cái chai bia. Đi chị chén hay cái gì á, bữa nay cũng không quên. Giờ đặt chai bia đầu tiên lên đầu rồi có chị đây ha. Dạ. Chai bia xong rồi em nó mới bỏ chạy ra đó. Anh chồng ở trong chạy ra. Chạy ra xong ổng nói đúng em quá, ổng nói lấy tay quên thằng này. Cái chai bia đúng. Quên này là không muốn trúng. Cái rồi nó mới quay đầu lại biết búa đâu đây như vậy tao chồng em nó đi lại đây đứng lại đây quýnh cái nó lấy búa đâu đây biết nó chạy lại nó quýnh rồi đụng một lỗ cái đây mà và máu xịt xuống cái anh mà anh lấy cái búa anh đập vậy đó rồi lúc mà xảy ra cái câu chuyện xong rồi thì có ai giữ anh đó lại là anh không tự đi đồng bộ về anh đi ra anh cố tình chạy xe theo anh kêu là anh quýnh thằng chồng ở ngoài kia quýnh ông xã chị bị chảy máu á rồi sao lưng này nó bầm tím luôn. Đầu tiên cái người đó ra nhà gần đây không chị? Nhà bên thầy Linh á, nghe nói là người Minh đó. Xa hả? Là gần cũng ấp xã thì luôn cái gì? Ngoài hôm sau. Hôm sau? Là anh đánh là anh bao nhiêu tuổi chị? Cũng bằng tuổi chồng em á. Bằng tuổi luôn nha. Bạn học xưa giờ chơi mình mấy năm rồi. Như bây giờ ảnh thì cái người lao động chính của gia đình. Nó bây giờ cái sự việc xảy ra như vậy rồi bây giờ chị cũng đâu có làm được gì hả chị? Không, giờ ở nhà giữ con bé thì yeah. Là bình thường chị ở nhà là chị chỉ giữ bé thôi ha. Dạ, để còn ảnh đi làm ha. Trời ơi. Rồi bây giờ mấy đứa nhỏ làm sao đây? Rồi bữa đó con có thấy cái sự việc không con? Nó vừa ngoài, nó với gái thứ ba vừa ngoài. Còn của mình chị nó mà chị đi làm, chị nó với gái 20 tháng á ở nhà. Rồi có đứa nào đi học không? Dạ còn con bé này với con bé là hai đứa kế đó ha.
Còn đứa con gái thứ hai thì đi làm hả? Nghỉ học rồi giờ đi làm. Tại vì cha làm cực khổ quá, con nghỉ con đi làm phụ cha. Sinh vô người ta kêu vô mới được cái nhà mà. Mới có buổi sáng tới 12 giờ là bị nó quên, 1 giờ bị nó quên. Có nghĩa là thấy cha đi làm cực khổ rồi con gái cũng muốn xin nghỉ học rồi đi làm phụ ba. Rồi mới vô làm ngày là nghe ba mình sẽ xảy ra sự việc. Một buổi. Trời ơi. Không phải bé đó con chị không? Dạ bé. Quá trời. Mấy giờ mới liệm anh chị? Nghe nói là 5 giờ. 5 giờ chiều nữa chị ha. Để khám nghiệm á, rồi bên đó người ta có báo là thương tích hay là như thế nào không chị? Thì cái vết thương đầu đó là mình biết rồi, nhưng mà còn vết thương ngoài sau này là nãy có y hỏi có bị quýnh không, cái đó là anh không biết đó. Không biết luôn nha. Dạ, vậy giờ chắc cái này là cái bị quýnh ở ngoài. Dạ, quýnh ở ngoài lúc mà đúng đang đi ngoài đường ha. Dạ, anh đi ngoài kia nó chạy hay nó quýnh, cố tình chạy hay nó quýnh lại là cái sau lưng đó. Bật tím vào sau lưng là bởi vì hồi nãy là cái tim nó mỏi một chút rồi. Mỏi một chút luôn. Mỏi cái đầu, mỏi cái tím một chút rồi. Cũng quen nó cái lưng bầm tím. Thấy lưng bầm tím. Chị là xảy ra chuyện xong rồi là chị ở bệnh viện, hôm nay chị về chung với anh đúng không? Thì đưa anh đi xong rồi chờ tôi cần điện kêu em đi ra là đưa anh đi chạy Vinh á. Dạ. Là mình em là đưa anh đi để về về ngày hôm qua. Dạ. Tới hồi tối ngày 8 giờ anh về đó. 8 giờ đúng không mới về tới đây. Bây giờ cái việc áo quan làm đám của gia đình tính sao rồi chị? Dạ, cái đó nãy nghe nói là bên cái áo quan đó người ta cho, nhà mình nhà cổ người ta cho. Dạ. Là coi như là có áo quan rồi. Đó là từ thiện. Cũng như từ thiện ở trong đó cả hai bữa trên. Cái đó là trong cái cộng đồng của trong. Bạn nói mình nghèo, nghèo khổ, chết còn khổ là đúng với con. Rồi anh mắc gì rồi cái phần chi phí làm đám này kia nọ, ai đứng ra để làm đám này? Chồng mày chồng hết. Chồng và chồng chị ha. Bữa nay thì con ghé thì trước mắt chích số tiền nhỏ nhỏ ha. Cái này là của chị Lan nè, là gửi cho gia đình 1 triệu trước ha, để phụ cho cái tiền làm đám. Nếu có gì các mạnh quân nào yêu mến rồi gửi thêm cho mình nữa thì tụi em gửi sau ha. Chị nhận tiền cầm trên tay, chị có lời gì gửi đến chị Lan không chị? Dạ, chị cảm ơn trong nước và ngoài nước để giúp đỡ và đám cho chồng. Dạ. Em cảm ơn các bạn. Rồi là cố gắng hả chị, cố gắng vượt qua ha. Trong thời gian này anh cũng đi rồi bỏ lại mấy mẹ con, chị cũng gắng cố gắng hết ha. Thì còn ba bốn đứa con nhỏ nữa, thứ nhất là tội do mà ba đứa nhỏ sau này thôi, còn đứa 15 tuổi thì cũng lớn rồi, nó cũng làm được rồi, thì cũng còn lo mấy đứa nhỏ, thì chị cũng gắng giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà giờ còn giữ em bé 2 tháng, lúc sau được đi làm. Giữ con nhỏ đâu đi làm được.